Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ca sĩ Tri Dân và người mẫu An Tây bị khởi tố có thể hứng phạt từ 2 tới 20 năm tù. Theo luật sư, ca sĩ Tri Dân và người mẫu An Tây bị khởi tố và bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 2 năm đến 20 năm, thậm chí là tù chung thân. Ghi nhận từ báo Sức khỏe và Đời sống, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu Andrea Ba, còn gọi là Nguyễn Thị An hay An Tây, Nguyễn Trung Hiếu, ca sĩ Tri Dân, Nguyễn Đỗ Trúc Phương về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, riêng Andrea Ba bị khởi tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Liên quan vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Nam, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, có không ít các đối tượng là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật, có ảnh hưởng trong công chúng bị lực lượng chức năng bắt, xử lý hành vi có liên quan đến các chất ma túy như ca sĩ Châu Việt Cường, diễn viên Lệ Hằng, Hữu Tín. Thực trạng này báo động tình trạng gia tăng số người, nhóm đối tượng và tính chất phức tạp trong công tác đấu tranh, phòng chống, loại bỏ chất ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Bởi những người nổi tiếng có hình ảnh trong công chúng nhưng không vượt qua thử thách, cám dỗ mà những chất cấm đem lại. Luật sư Nam nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng liên quan đến nhiều đối tượng có tên tuổi, hình ảnh trong công chúng. Sự việc ghi nhận công tác đấu tranh phòng chống ma túy không có vùng cấm của các lực lượng chức năng. Trường hợp người mẫu Andrea Ba, còn gọi là Nguyễn Thị An hay An Tây, Nguyễn Trung Hiếu, ca sĩ Tri Dân, Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị khởi tố và bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng này có thể đối diện với khung hình phạt từ 2 năm đến 20 năm tù, thậm chí tù chung thân theo quy định tại Điều 255 Bộ Luật Hình Sự. Ngoài ra, các đối tượng có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Riêng đối với trường hợp của người mẫu An Tây bị khởi tố thêm tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, người này có thể đối diện với khung hình phạt từ 1 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo quy định tại Điều 253 Bộ Luật Hình Sự. Liên quan đến việc đối tượng Nguyễn Đỗ Trúc Phương thường xuyên có các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào khó khăn, khi xét xử về các tội danh có liên quan đến ma túy, những việc làm nhân đạo, từ thiện của Trúc Phương sẽ được các cơ quan chức năng xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi lượng hình. Như vậy, các hình phạt của pháp luật đối với các tội danh liên quan đến ma túy rất nặng, nghiêm khắc. Qua việc này đã sóng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người có ý định sử dụng trái phép các chất ma túy. Trao thưởng các đơn vị bộ đội biên phòng phá chuyên án vận chuyển 70 kg ma túy. Ngày 14 tháng 11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức trao thưởng cho ban chuyên án và lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án A424.5P. Theo nguồn tin từ VTV Online, phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện chúc mừng thành tích xuất sắc của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã đấu tranh thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển trái phép 70 kg ma túy tổng hợp. Chuyên án đã đảm bảo được an toàn cho các lực lượng tham gia. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống ma túy là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy vẫn là vấn đề nhức nhối, diễn ra trên tất cả các tuyến với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, tinh vi. Vì vậy, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cần nắm vững địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác điều tra cơ bản, phối hợp đồng bộ, toàn diện tất cả các biện pháp nghiệp vụ và kết nối chặt chẽ với các lực lượng khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước đó, khoảng 14h30 ngày 4 tháng 11, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Cục Hải quan Nghệ An bắt quả tang 5 đối tượng nước ngoài, 2 nam, 3 nữ, gồm Dalavong Kinavet 1996, Fabo Misuda 2005, Chop Vong Khat 2000, Chanthavong Hongpha 2002 đều trú tại thủ đô Viêng Chăn, Lào và La Sinh Thong Jot Daling 1992 trú tại tỉnh Kham Muộn, Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ma túy tổng hợp dạng ketamin được cất giấu trong ghế ngồi của lái xe và trong bình xăng, thu giữ 70 gói có trọng lượng khoảng 70 kg ketamin và một ô tô biển kiểm soát Lào cùng nhiều vật chứng có liên quan. Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng khen thưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng 35 triệu đồng,
Cục Cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng 50 triệu đồng cho Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Cửa khẩu và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá gần 500 đường dây, khởi tố 1.132 bị can về ma túy. Liên quan đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam, đến nay Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng. Ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ Online ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thêm 146 đường dây băng nhóm, khởi tố thêm 630 bị can liên quan đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam, phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 2023. Theo đó, từ mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ tại thư khen ngày 26 tháng 4 về việc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong điều tra mở rộng, truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam, chuyên án VN10. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh mở rộng chuyên án. Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay đã triệt phá gần 500 đường dây băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can, xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng. Với phương châm không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Công an thành phố đã truy xét xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Điển hình như Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Thị An, tức người mẫu An Tây, Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Qua đó, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can, tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trong đó, Chi Dân bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Còn An Tây, ngoài tội danh trên, còn bị khởi tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại trại tạm giam, An Tây trần tình: em đã biết lỗi của mình và có lời khuyên cho các bạn trẻ. Các bạn làm nghệ thuật là đừng bao giờ dính dáng, không thử và sử dụng ma túy dù chỉ một lần. Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em nhận ra lỗi lầm của bản thân, nhận thức là mình đã vi phạm pháp luật, làm mất hết sự nghiệp, không còn cơ hội để làm lại. Cô người mẫu quốc tịch Tây Ban Nha nức nở nói. Trong khi ca sĩ Chi Dân trần tình: trong những ngày qua khi cơ quan điều tra mời về làm việc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hành vi phạm tội của mình. Tôi xin gửi ngàn lời xin lỗi đến tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa qua vì đã làm mọi người cảm thấy hụt hẫng. Đồng thời, nam ca sĩ cũng gửi lời nhắn nhủ đến cộng đồng, xin gửi đến tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là những người đang có dự định thử và đang sử dụng chất ma túy, thì nên từ bỏ ngay bây giờ để khỏi làm ảnh hưởng tới cộng đồng và những người xung quanh. Sự việc lần này ảnh hưởng khá nghiêm trọng với sự nghiệp của tôi. Đây là sự việc không mong đợi. Tôi gửi ngàn lời xin lỗi đến tất cả khán giả. Theo cảnh sát, người mẫu Andre Abi bị bắt khi đang tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ ở thành phố Thủ Đức cùng với Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Kiểm tra trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy ma túy do nữ người mẫu tàng trữ. Riêng ca sĩ Chi Dân bị cảnh sát bắt giữ tại một địa điểm ở quận Tân Bình cùng một số người khác, trong đó nam ca sĩ bị cáo buộc có vai trò tổ chức. Trước đó, ngày 16 tháng 3 năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các cơ quan chức năng phát hiện 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11 kg ma túy được cất giấu trong 157 tuýp kem đánh răng chưa mở, nhiều nhãn hiệu, mỗi loại đựng trong hộp riêng từ Pháp về Việt Nam. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra ngày 21 tháng 3 năm 2023, các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu chứng cứ thu thập và đối chiếu các quy định của pháp luật. Bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng
và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam để gửi cho người nhà. Các tiếp viên không biết bên trong 327 tuyếp kem đánh răng đó có 157 tuyếp bị đối tượng trà trộn cất giấu ma túy, do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không vào ngày 22 tháng 3 năm 2023. Với tinh thần đấu tranh quyết liệt triệt để, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Ban chuyên án xác minh làm rõ những đầu mối thông tin nhỏ nhất. Có những vụ án đã truy xét chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà các đối tượng đã thực hiện từ năm 2021, góp phần từng bước kiềm chế, kéo giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.